Mở bát ngày 8 tháng 3, cô dâu 200 cây vàng khoe được chồng tinh tinh đến 200 triệu, nghe mà vã mồ hôi. Và chủ nhân của màn tinh tinh khó ai đu được này chính là cô dâu 200 cây vàng ở Nam Định, Trần Thu Hương, người con gái mà mỗi lần nhắc đến ai cũng phải áp lực. Trần Thu Hương đã quá nổi tiếng trong lòng cõi mạng khi là tiểu thư sống trong tòa lâu đài 7 tầng ở Nam Định, kết hôn với của hồi môn là 200 cây vàng và cuộc sống xa hoa ngậm thìa vàng đến nỗi lần nào cái tên cô nàng xuất hiện là đều khiến ai cũng phải suýt xoa. Lần này cũng không ngoại lệ, vẫn giữ vững phong độ bền bỉ, cô dâu 200 cây vàng lại vừa mới mở bát quà mùng 8 tháng 3 của mình. Khi khoe được chồng tinh tinh đến 200 triệu, ôi đúng là quả mở bát xứng đáng của năm. Trước đó, Thu Hương từng khoe được chồng tặng cho chiếc đồng hồ siêu đắt đỏ có giá lên đến hơn 60.000 đô, tương đương hơn 1,6 tỷ đồng. Với người khác có thể là cả một gia tài, nhưng với cặp vợ chồng đại thiếu gia thì đó chỉ là một món quà đơn giản dành tặng cho nửa kia. Quả thực sự giàu có của cặp đôi không phải dạng vừa. Được biết, sau hơn 3 năm kết hôn, hiện Thu Hương và ông xã đại gia đã có với nhau một cô con gái vô cùng xinh xắn.